about to ride about the hole. Loro no Zoro. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. This that throw up in your Birkin bag, hook up with someone random. This that social awkward suicide, that by your lips and by your likes. I swear she had a man, but shit hit different when it's Thursday night. The colors got the usual, then you
becomes a little one. I made a man so happy they no more the little ones. I hope my children come and give me once a Christmas. The future is here. The Lord, the Legion, the Lesson, Joy for the Son of Mina, the Spirit Natural, Monty Green.
どうした？気持ちよすぎて我慢した نمشي كن الميدان لبو
Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hoy
sozinha. É parecido se para a vovozinha. A estrada é longa e o caminho é deserto. E o lobo mal passeia aqui por perto. Pela estrada fora ela não vai mais sozinha. Mas tudo leve pega suas amigas. A estrada é longa, o caminho é deserto. Mas no barraco vira pois o frevo é certo. Zerra!久しぶりだな麦わらの麦わらのルフィ麦わらのルフィ麦わらのルフィ麦わらのルフィ久しぶりだな麦わら。Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.
Khi ai đó hỏi tôi vì sao Boa Hancock yêu lù say đắm vậy và đây là câu trả lời. Kìa, sao đó? Hone Fuza ni idou suru power. Miro, kono hitari ude wa kyojin zoku no ude. Yeah, boy. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Con chấp nhận bị người con yêu ghét bỏ, nhưng con không bao giờ chấp nhận bất cứ ai dám xúc phạm hay đụng chạm, làm tổn thương người con yêu thương. Em thương tôi trái ngang giống cha mẹ gọi đúng chăng? Đông tay mũi hầu đủ như khi này gặp. Nàng có hay biết rằng ngày cha mẹ đang nhìn chúng ta, gặp bên nhau lâu rồi liệu có thứ tha? Oh,
Cậu là hải tặc Monkey D. Luffy phải không? Đúng vậy đó. Mà làm sao bà lại biết tên tôi vậy bà lão? Cậu đã gây những chuyện động trời náo loạn cả thế giới. Hỏi sao mà ta không biết? Trên báo có đăng hết đây nè. Cậu bé này chỉ mới cách đây vài hôm đã ra tay với Thiên Long Nhân, một quý tộc thế giới trên quần đảo Sabaody đi. Bất chấp việc tổng bộ hải quân nằm gần đó, tên hải tặc to gan không biết trời cao đất dày hiện giờ đang ngồi trước mặt chúng ta. Đánh Thiên Long Nhân. Chuyện còn chưa dừng lại ở đó, cậu ấy đã tẩu thoát một cách thần kỳ trước lực lượng hùng mạnh của tổng bộ hải quân. Sau sự kiện chấn động đó, mới 2 ngày trôi qua, vậy mà ngay lúc này đây cậu ấy lại có mặt ở hòn đảo nằm cách đó khá xa. Chuyện này quá thật có nhiều điều không lý giải nổi. Rốt cuộc thì cậu có lai lịch thế nào? Đã nói rồi, tôi là người bị... Thiên Long Nhân. Tấn công tên Thiên Long Nhân đó, tôi hoàn toàn không cảm thấy hối hận đâu. Mấy người có biết là cái tên quý tộc đáng ghét nó đã làm gì bạn của tôi không? Rất muốn nói nhưng lại sợ gặp rồi không nói được. Nói lời tạm biệt thực sự nghĩ thì dễ nhưng lại rất khó thực hiện, đặc biệt là khi trong lòng không muốn. Là khi anh thấy một chàng trai vây quanh em, còn anh chỉ biết lóng ngóng em từ đằng xa. Hờn ghen mà chẳng có quyền chi. Người ở now, just wanna see you touch the ground. Home shy girl, baby bonanza. Shake your body like a belly dancer. Parece que hoy me gustas un poco más. It's a moment that's
Nico! Why don't you hang out? I know!